Con chào mẹ ạ. Cô ngồi xuống đây tôi hỏi. Cái số vàng này là thế nào? Hả? Cô đừng nói là cô lấy tiền của cái nhà này rồi cô mua số vàng này biếu em họ cô nhá. Mẹ lục tủ riêng của con ạ. Cô trả lời ngay đi. Số vàng này là thế nào? Ý đồ của cô là làm sao? Dạ thì đúng như lời mẹ nói đấy ạ. Số vàng này là con mua để mừng cưới em họ con. Lúc con lấy chồng, em họ con mừng con 3 chỉ. Bây giờ con không có hơn thì con cũng muốn mừng lại từng đấy ạ. Sao cô dốt thế ạ? À? Lúc bấy giờ vàng mới chỉ có 20 thôi. Bây giờ nó cao vút lên rồi. Chẳng hóa ra họ hàng nhà cô cho vay nặng lãi à? Tôi không nói nhiều. Cô hãy cầm số vàng này đi. Bán, quy ra tiền cho vào phong bì gửi lại. Thế là xong. Số vàng này là con mua bằng tiền riêng của con. Mẹ đừng can thiệp vào ạ. Ơ, thế là thế nào? Có nghĩa là cô không bán chứ gì? Đưa ra lại tôi. Đưa đây, đưa đây. Ôi giời ơi, mẹ. Mẹ có sao không ạ? Ôi giời ơi. Mẹ có sao đấy? Hả? Mày thấy chưa? Có 3 cái chỉ vàng thôi mà nó đẩy tao sắp chết thế này. Cái loại con dâu mất dạy thế này á, không giữ nữa. Biến đi. Mẹ cứ bình tĩnh đi đã. Có mấy chỉ vàng thôi, rồi con sẽ bảo với cả cha ăn sau ạ. Tao nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày đến bênh cái người rừng nước lã này à? Mày cũng đi theo nó đi, mày đi đi, đi đi. Làm gì có ý đó đâu. Mẹ ạ, mấy ngày hôm nay con thấy mẹ mệt quá. Thế nên là con đã đưa một giúp việc về. Cũng tiện để cho có người chăm sóc mẹ, quét dọn nhà cửa. Và cũng như là có người để bầu bạn, trò chuyện với cả mẹ đấy ạ. Mẹ thấy sao ạ? Dạ, cháu chào bác ạ. Ờ, trông cũng được, cao ráo, khỏe mạnh, tốt đấy. Thế nhưng mà thuê hết bao tiền? À, dạ, 8 triệu ạ. Úi trời ơi, sao đắt thế? Hả? Biết thế mình không đuổi cái con rời đánh đi nữa. Nhưng mà thôi, thuê thì cũng đã thuê rồi, mà đuổi thì cũng đã đuổi rồi. Này cô, nhà bác ấy thì không có nhiều việc lắm đâu. Nhưng mà do là bác kỹ tính, cho nên cháu làm cái gì cũng phải cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm ạ. Đây, cô cầm cái rẻ lau này vào trong kia. Giặt cho thật sạch đi, bê thêm cả chậu nước vào đây. Lau kỹ càng từng khe kẽ của cái bàn này nhá. Ơ kìa, thế còn con? Không đi làm đi nào. Dạ, à, vâng ạ. À, bây giờ con đi ngay đây ạ. Con chào mẹ. Cô lau xong thì đem cái chỗ đống quần áo này lên trên tầng 4 nhá. Nhớ là giặt tay nhá. Giặt từng cái một, không được giặt máy đâu đấy. Dạ, giặt từng này quần áo bằng tay ạ. Sao? Có vấn đề gì không? Không ạ. Thế thì giặt xong rồi xuống đây nấu cơm cho tôi. Mà nhớ là mâm cơm nhà tôi ấy, bao giờ cũng phải đủ 5 món nhá. Vâng ạ. Anh đây, anh đây. Sao bây giờ anh mới sang? Cả ngày bị hành hạ mệt chết đi được. Thì giờ này anh phải đợi mẹ ngủ say anh mới dám mò sang chứ. Không mẹ biết thì chỉ cả nút à. Mà sao anh không nói trước với em là mẹ anh tai quái như thế. Cả ngày say em hết việc nọ với việc kia. Mà già sắp xuống lỗ rồi á, thế mà còn cầu kỳ. Này nhá, không phải mẹ anh nhá, em điên tiết lên em cho một trận đấy. Đây này, anh nhìn đi, mới làm một tí mà tay sần hết cả lên như thế này đây. Rồi anh thương nhá, anh biết em vất vả, thế nhưng mà em phải cố gắng một thời gian. Thời gian là bao lâu? Anh không nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với vợ, cưới em về nhá, em không bao giờ chịu cái kiểu hầu gái ban ngày mà dã trời ban đêm như thế này đâu. Rồi anh thề là sẽ nhanh, anh hứa là sẽ nhanh nhá. Thế nhưng mà trước khi nhanh thì hãy thưởng cho anh tí chứ nhỉ. Cô lo dọn sạch sẽ nhá. Tôi đi ra siêu thị mua ít đồ. Vâng ạ. Cổ cô có vết gì thế kia?
Dạ. Dạ vâng, em chào bác ạ. Sao ạ? Mộ các cụ ở quê có vấn đề ạ? Vâng vâng, thế em với cháu sẽ thu xếp về quê sớm ạ. Dạ dạ vâng vâng, vâng em chào bác ạ. Mới sáng ra có chuyện gì ở trong mặt mẹ trông nghiêm trọng đấy. Đây này, bác trưởng họ vừa gọi điện về cho mẹ, nói là ở quê có việc. Bây giờ hai mẹ con mình phải về quê, có khi phải ở lại đến 1-2 tuần đấy. Cái gì? Sao lâu thế hả? Nhanh lên vào chuẩn bị đi, nhanh. Cô ở đây trong nhà giúp tôi nhá. Bây giờ tôi phải về quê, tôi ở lại đấy cũng lâu đấy. Cô ở nhà lau chùi dọn dẹp sạch sẽ vào. Khi nào tôi lên tôi sẽ gọi điện trước. Có được không? Hay là muốn về nhà nghỉ ngơi ít thôi? Dạ không sao ạ, bác cứ yên tâm giao nhà cháu là được ạ. Được. Dạ vâng. Để xem nhà bà còn khấm khá được bao lâu. Alo, anh yêu à? Hai mẹ con nhà đấy á, biến hết rồi. Em biết chỗ bà ta cất đồ ở đâu. Tranh thủ lúc hai mẹ con nhà đấy không có ở đây, em sẽ lấy hết đồ rồi chuồn. Em không thể ở lại đây á, thêm một ngày nào nữa. Lúc đấy á, chúng mình sẽ được ở bên nhau mà không phải lo nghĩ gì cả. Ừ, ok, thế nhá. Ở đây. Mẹ có chắc là người mẹ muốn tìm ở đây không ạ? Mẹ cũng đã hỏi nhiều người rồi. Họ bảo là bác ấy sống ở đây. Nhớ năm đấy mẹ bị bệnh và ngất ra ở đường. Nếu như không có bác ấy giúp đỡ thì giờ này chắc là mẹ đã... Vậy để con điện vào số điện thoại đấy xem sao ạ. Nếu như lần này mình tìm được bác ấy, hay là mình mời bác ấy về nhà mình chơi một thời gian ạ? Ừ, con gọi đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh còn đến đây làm gì? Anh về với con nái xề nhà anh đi. Bảo yêu, bảo thương, bảo cho người ta sống sung sướng. Thế mà bắt người ta ở cái nhà trọ bé tí như thế này à? Không khí không đủ để mà hít thở. Này, giận quá là mất sinh đấy. Anh cũng muốn lắm chứ. Thế nhưng mà chưa nghĩ ra cái cách nào để mà đàng hoàng bỏ cô ta cả. Thế nên là em thông cảm cho anh một tí nhá. Em mà không thông cảm ấy thì đã không ở đây để chịu khổ vì anh rồi. Mà anh không bỏ được vợ ấy thì cho cô ta đăng xuất luôn đi. Em ăn nói cái gì đấy hả? Em nói thật, em biết một loại thuốc không mùi không vị, mỗi ngày lấy một ít để vào cốc nước cho cô ta uống sẽ không bay ngay, nhưng mà sẽ lịm từ từ lúc nào cũng hay. Kiểu như là đột quỵ ý, đảm bảo là sẽ không ai phát hiện ra. Thế phải nhanh gọn lẹ không? Hay là như thế nhở? Con. Được rồi. Mẹ phải vào lôi cổ cái thằng rời đánh đi về. Còn con kia mẹ phải cho nó một trận. Mẹ ơi. Thôi đừng mẹ ạ. Nếu như hôm nay mẹ lôi được anh ấy về thì cũng chỉ là mang được thể xác của anh ấy về thôi. Còn tâm của anh ấy đã ở đây mất rồi. Và dã tâm kia... Con cứ yên tâm, không ai làm hại con được. Còn chúng nó phải trị. Sao? Tâm trạng của cô thế nào? Thứ đồ mà mình sắp đạt được rồi lại bị người khác cướp mất. Cô có nhan sắc, có đầu óc, nhưng mà tiếc là cô sẽ phải sử dụng nó ở trong tù đấy. Cô nói thế là thế nào? Trước khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này, tôi đã cho người cài toàn bộ camera rồi. Những hành động của cô đều đã được ghi lại hết. Tội làm giả thân phận, cố ý đột nhập nhà người khác,
trộm cắp tài sản. Mức phạt không hề nhẹ đâu. Nếu mà cô cảm thấy chưa đủ, tôi sẽ tố cáo với công an tội cô cố ý giết người nhưng không thành. Tôi xin chị, tôi biết lỗi rồi, chị đừng làm như thế. Nếu mà bây giờ tôi vào tù thì đời tôi coi như là chấm hết. Tôi còn mẹ già và hai đứa con nhỏ ở nhà nữa. Cái gì? Cô có con rồi á? Mày thấy chưa? Vợ đẹp, con khôn, gia đình hạnh phúc thì không muốn. Lại muốn dở trứng, chơi chung đồ với cái loại lồng chim ý. Rồi cuối cùng cũng chỉ là con mồi cho nó lợi dụng thôi. Lựa chọn của mày đấy. Vợ, anh là thằng khốn nạn. Anh biết anh không đủ tư cách. Anh xin em một cơ hội để anh được làm trâu làm ngựa, chuộc lỗi với em được không? Muộn rồi. Kể từ giây phút anh để cô ta chen ngang vào mối quan hệ của chúng ta thì anh đã tự mình đạp đổ mái ấm gia đình này rồi. Tôi không muốn dùng chung đồ. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Tất cả là tại cô. Tôi phải giết cô. Anh bỏ ra. Mấy giờ rồi mà cô vẫn ngồi ở đây? Không đi lo cơm nước đi. Ơ hay, tôi nói như thế rồi mà cô vẫn ngồi đấy à? Đi xuống bếp rót cho tôi cốc nước đi. Tôi đi làm về mệt quá. Này, cô mới chính là người phải đi rót nước, nấu cơm cho tôi ăn đấy. Cô nói cái kiểu gì đấy? Mà hôm nay cô ăn mặc kiểu gì đấy? Cô mà cứ giữ cái thái độ này là tôi đuổi việc cô đấy. Thế á? Thế cô thử xem. À, nào, anh ơi, anh ra đây mà xem cô này, nó bắt em hầu hạ nó. Nó ăn đuổi em, nó bắt em làm ô xin hầu hạ nó. Anh ơi, cái gì đấy? Bố láo. Ai cho phép mày dám sai bảo Thương làm việc nhà hả? Ai cho phép mày đuổi Thương? Bố, thì con thuê cô ta về làm ô xin giúp việc cho nhà mình. Bây giờ cô ấy không làm được việc thì con đuổi thôi ạ. Em, bố, chuyện này là sao ạ? Tại sao chỉ vì một đứa ô xin mà bố đánh vợ của con? Im mồm! Tao nói cho chúng mày biết, Thương từ nay là vợ của tao, là mẹ của chúng mày, nghe chưa? Tao tốt thế nào dám hỗn láo với vợ tao? Bố làm sao đấy? Tại sao bố bắt bọn con gọi con danh con này là mẹ, lại còn là ô xin của nhà mình nữa? Đấy, anh xem, chắc là con anh không thích em rồi. Thế thì thôi, em xin phép đi cho khuất mắt mọi người. Chắc là con anh lại nghĩ là em bỏ rút của cải gì của anh đấy. Không, 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 em ơi, không. Em ơi, chúng nó không dám như thế đâu. Đứa nào mà hỗn láo với em ấy, đánh đuổi luôn, tống cổ ra khỏi nhà nhá. Hai đứa, chúng mày còn dương mắt ếch đấy à? Hả? Không chào mẹ đi, khẩn trương lên. Bố mà làm như thế, người ta bảo bố là già không nên nết đấy. Cái gì? Hả? Hả? Dù sao cũng là bố mình mà. Dạ, con thay mặt chồng con xin lỗi bố. Xin lỗi mẹ ạ. Đấy, như thế nó còn dễ nghe chứ. Thế thôi, con nấu cơm đi. Mẹ mệt lắm rồi. Lát mẹ với bố về còn ăn cơm. Anh ơi, mình đi mua sắm đi. Chứ em hết sạch quần áo để mặc rồi ấy. Nhá. Thế ta đi luôn đi, nào. Đấy, tất cả là tại em đấy. Tự nhiên nó rước nó về, chưa giúp đỡ được cái gì. Bây giờ bọn mình phải gọi là mẹ rồi đây này, nhục chưa? Cô ơi. Cô là ai? Sao cô lại vào đấy? Dạ, bố với chồng đi ăn sáng về rồi đấy ạ. Đây là cô Thương, mới từ quê ra. Con thuê cô ấy về làm giúp việc cho nhà mình đấy ạ. Chào bác, em chào anh ạ. Từ nay hai người muốn sai bảo chuyện gì thì cứ ơi cháu ạ. Tốt, này, nhưng mà công việc nhà này là hơi vất vả đấy nhá. Chịu khó à. Thôi cô làm việc đi.
Vâng ạ. Hành lý của cô tôi đã để trong phòng riêng rồi. Bây giờ cô làm việc nhà, sau đó thì lo cơm nước. Tối nay tôi sẽ về muộn đấy. Dạ vâng ạ. Em chào anh, em chào chị ạ. Chưa gì đã nói cái giọng sai bảo mình rồi. Mà nhìn bà này cũng tầm thường thôi. Gả cho nhà giàu, anh chồng đẹp trai thế nhở. Tục thật. Làm như mà chảnh lắm ý. Mình mà mặc đồ đấy chắc chắn đẹp hơn. Cô làm cái gì đấy? Em mặc thử một tí thôi xong rồi em cất ngay đấy ạ. Em rồi ạ. Trước khi đi làm, tôi đã dặn cô những chiếc áo như thế này là phải giặt bằng tay, không thể giặt bằng máy được, nếu không rất dễ hỏng. Vậy mà cô vẫn cho áo vào trong máy giặt. Bây giờ hỏng hết rồi đây này. Chị ơi, em sơ ý quá. Em xin lỗi chị ạ. Còn nữa, tôi không thích người lạ tùy tiện đụng vào đồ dùng cá nhân của mình đâu. Thế nên cô rút kinh nghiệm nhá. Cô nên biết vị trí và trách nhiệm của mình là gì. Đừng tùy tiện như vậy. Vâng ạ. Cô lo làm việc của mình đi. Tôi đi tắm đây. Dạ. Chị tưởng chị ngon lắm chắc. Cậy làm chủ xong coi thường tôi á? Mặc thử đồ tí, đánh tí son đã làm sao? Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi bắt chị phải chịu cái ấm ức này gấp cả trăm, cả nghìn lần tôi. Cô làm cái gì đấy? Làm sao? Ăn nói cả mẹ chồng như thế à? Cô quá đáng nó vừa thôi nhá. Tôi bảo đi mua đồ ăn thì cô không chịu. Cô bắt tôi nấu. Bây giờ nấu ra rồi, cô lại hất đổ đi như thế à? Tại con trai của bố chồng cô trong bụng tôi, nó khó ăn, khó ở, khó chiều. Chứ tôi có muốn như thế đâu. Nên là cô đi mua tôm hùm, bây giờ cô hàng mấy về đây cho tôi ăn. Cô đừng quên, lúc trước là cô than nghèo than khổ. Tôi muốn giúp đỡ cô, thế nên đã đưa cô về nhà làm giúp việc. Bây giờ cô lại đối xử với tôi như thế à? Cô đối xử tốt với tôi á? Nực cười. Nói để cho cô biết, cô cậy lấy chồng giàu nên vênh mặt khinh thường tôi á. Mấy cái bộ mà cô mặc trên người ấy, tôi mặc vào còn đẹp hơn cả trăm, cả nghìn lần đấy. Tôi thật không ngờ cô lại có cái suy nghĩ như vậy đấy. Trước kia cô mắng chửi tôi một câu thì tôi bây giờ sẽ bắt cô phải trả lại gấp đôi. Giờ đây tôi đã là mẹ chồng của cô rồi, tôi sẽ bắt cô phải phục vụ tôi như một con ô xin. Cô... con nhớ cái này không? Trước kia vì nó mà cô mắng chửi tôi, cô khinh thường tôi, cô không cho tôi mặc đúng không? Cô làm cái gì đấy? Dừng lại! Đau! Mình! Có chuyện gì thế Mình? Anh! Con dâu của anh đẩy em ngã, em bầu bí. Mặc cái váy này nó khó chịu nên có xin con dâu của anh cái váy này để mặc vào cho nó thoải mái. Cô ta đã không cho thì thôi, còn xô ngã em rồi mắng chửi em là ô xin. Sẽ phải phục vụ cho cô ta cả đời. Rồi còn bảo em phá cái tay này đi, rồi ném cái váy xuống làm rể lau. Bố, con không làm như thế đâu ạ. Đổ mất dậy. Bố, con không làm như thế thật mà. Em, mày dậy lại vợ mày đi. Tao nói cho hai đứa chúng mày một lần nữa nhá, đây là mẹ mày. Tao cấm đứa nào được coi thương là ô xin. Đừng có trách với tao. Đưa thẻ ATM đây, để tao đi sắm đồ cho mẹ mày, không cần phải mặc đồ thừa của nó. Bố, đưa đây. Nào em, ta đi mua đồ đi. Em thích mua gì anh sẽ mua nấy.
Mình sắm toàn đồ đẹp thôi em ạ. Nhá. Không thể chịu nổi mà. Bố mày đâu? Thằng Hùng già đâu? Đã xác định không trả được nợ ấy, tốt nhất là đừng có chơi. Đại ca tao nói hôm nay phải đến để cảnh cáo chúng mày. Ngày mai mà không trả ấy là xử cả nhà mày luôn đấy. Anh ơi, em xin anh tha cho nhà em ạ. Bọn em cũng đang giao bán nhà để trả nợ rồi. Anh ơi, cho em thư thời gian thôi ạ. Còn thiếu 3 tỷ nữa con lợn ạ. Mà tôi tao không nói nhiều nữa. Hôm nay tao cho con vợ mày chạy. Em ơi. Thì dừng lại đi em. Sao bỏ ra. Sao bỏ ta đi. Đứa nào bắt nạt em à? Đừng bắt đầu vào tôi. Kinh chết đi được. Nói cho ông biết, tôi không có tí tình cảm gì với cả ông cả. Tôi cũng chưa bao giờ muốn làm vợ ông nhá. Chúng ta bây giờ cắt đứt. Mà này, đừng mắt đi nói linh tinh. Tôi là vợ ông ấy nhá. Em nói vậy là sao? Em không yêu thương tôi, thế còn cái thai trong bụng thì sao? Hả? Thai nào? Thai cái gì? Cái thai này là giả đấy. Trời đất ơi, giả khú đế rồi còn đâu có con á. Cô lừa tôi. Thì đã làm sao? Thật ra ban đầu ấy, tôi cũng định kiếm con người khác, xong bảo đấy là con ông. Nhưng mà cũng may là trời Phật thương tôi, cho tôi biết là ông lô đề cờ bạc, xong rồi báo nhà báo cửa. Tất nhiên là tôi phải té rồi, dại gì ở đây rước họa vào thân à. Thế nhá, bây giờ tôi cũng phải té đây chứ. Tôi không ở lại đây được nữa đâu. Với cả chúng ta không có giấy tờ gì liên quan đến nhau, tôi cũng phải là vợ ông nhá. Bye. Ôi kìa Thương ơi. Đã bảo bổn xem. Ôi giời. Cô chưa đi được đâu. Rõ ràng cô bị tạt axit cơ mà. Hạ màn kịch được rồi đấy. Kịch? Ý chị là gì? Chắc là cô đã nhìn thấy cái đoạn mà vợ chồng tôi bị người ta đến đòi nợ, rồi tôi bị tạt axit đúng không? Đó là do vợ chồng tôi diễn để cô lộ bộ mặt thật trước mặt bố chồng tôi thôi. Bây giờ thì bố đã nhìn thấy rõ bản chất của cô ta chưa ạ? Cô ta là một kẻ tham lam, chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của nhà mình. Ban đầu cô ta định dụ dỗ con nhưng mà không thành, nên mới quay ra dụ dỗ bố đấy ạ. Em đi làm rồi cơ mà. Cô, sao cô lại ở đây? Sao cô lại mặc váy của vợ tôi? Anh, em mặc thế này có đẹp không ạ? Đẹp hơn chị Trang đúng không anh? Cô, anh Cường, em biết là anh cũng thích em mà đúng không? Chứ không tại sao anh lại đối xử với em tốt như thế. Mình sẽ giữ chuyện này bí mật nhá. Tôi đối xử tốt với cô là vì cô làm việc chăm chỉ, nhà cô hoàn cảnh, chứ không hề có tình ý với cô. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng mà em có gì không bằng chị Trang ạ? Em mặc đồ đẹp vào có đẹp hơn chị ấy. Cô đẹp hay xấu tôi không quan tâm, nhưng cô phải biết cô là ai, cô đang ở đâu, và đừng bao giờ qua mặt người khác. Và hơn nữa, tôi rất yêu vợ của tôi và tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Cô Thương này, nếu cô còn làm việc này một lần nữa ấy, tôi sẽ đuổi cô đấy. Còn bây giờ cô đi ra ngoài thay váy đi, đừng để vợ tôi nhìn thấy, tôi hiểu nhầm. Được lắm, đã không thể lên làm chính thất thì tao cũng có cách khác để lật đổ con Trang. Tao là mẹ thiên hạ luôn. Ông chủ có cảm thấy dễ chịu không ạ? Dễ chịu, rất dễ chịu. Thế thì để từ giờ con sẽ thường xuyên xoa bóp cho ông chủ nhá. Ông chủ không thích ạ? Còn khốn nạn này, tao tưởng mày thật lòng yêu tao, ai dè. Ngay từ đầu con cũng đã nói với bố là cô ta chỉ hám tiền, hám tài sản, thế nên cô ta lừa bố mà. Còn cô Thương, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi. Cô lấy của bố tôi tổng cộng là 500 triệu. 200 triệu để mua sắm, 200 triệu gửi tiết kiệm, 100 triệu để bao trai. Bây giờ cô tính như thế nào đây? Thì đã làm sao? Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái.
có đòi được không hả? Mà chúng mày cũng phải thấy may đi, cái thai của tao ấy hoàn toàn là giả, chứ nó mà là thật nhá, nó sẽ được hết tài sản cái gia đình này. Chúng mày có cá mà húp. Đến nước này mà cô vẫn còn trưng cháo được cơ à? Ok, 500 triệu đấy tôi có thể bỏ qua, nhưng còn 10 cây vàng cô lấy trộm trong tủ vợ chồng tôi thì sao? Có phải cô đã đem hết số vàng đấy cho bố mẹ xây nhà rồi đúng không? Không biết là bố mẹ cô có biết số vàng đấy là cô đi ăn trộm không nhỉ? Để tôi nói cho cô biết nhá, tất cả bằng chứng cô ăn trộm vàng của vợ chồng tôi ấy, tôi đã ghi lại hết rồi. Nộp ra công an ấy, cô đi tù không ít năm đâu. Anh Hùng, em xin lỗi, là em cho dại, em không muốn đi tù đâu. Em yêu anh thật lòng mà, thật đấy. Còn dành này, mày tưởng tao bị mày lừa lần nữa đấy à? Hả? Cút ngay, cho khuất mắt tao, không có ăn no đòn bây giờ. Chúng tôi cũng đã cho người về tận quê của cô để điều tra rồi. Nếu như cô không trả lại toàn bộ số tiền đấy, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bố mẹ và họ hàng biết về con người thật của cô, và sẽ cho cô đi bóc lịch đấy. Vâng, em trả hết. Mọi người đừng báo công an ạ. Cô cầm lấy, mà đi mau. Đấy, bố thấy mẹ của con chưa? Shipper à? Của em này. Tưởng thế nào? Hóa ra cũng chỉ là shipper quen. Thế tôi không lấy hàng nữa. Bùm. Ê, sao mày bùng hàng người ta? Thích thì tự đi mà lấy. Ê, Ngân không? Ngân anh với bạn em có chuyện gì ạ? Chỉ là hiểu lầm thôi. Quấy hết 100.000. Dạ, cho em xin mã QR nhá. Anh check tài khoản giúp em ạ. Anh nhận được rồi, anh cảm ơn nhá. Dạ, em chào anh. Này, tự dưng đi bom hàng người ta. Mày có biết không, nhìn mặt lão shipper tội lắm kìa. Tội cái gì mà tội, ai mới là người tội đây này. Trời ơi, tao là tao tức chết mất tôi. Ê, lão ta làm gì mày à? Anh Cường giống y như lời cô Thảo kể với em ấy. Người đẹp trai, lại còn có công việc ổn định nữa. Cô Thảo lại tâm bốc anh rồi. Anh thì cũng bình thường thôi. Mà em xinh hơn trong ảnh mà cô cho anh xem đấy. Thế ạ? À, thế sở thích của em là gì? Sở thích của em á? Em thích mua sắm anh ạ. Đặc biệt nhá là mua sắm online. Chỉ cần ngồi ở nhà xong lướt lướt thôi. Chứ còn em không thích đi ra ngoài đường lắm. Vừa phải đi tìm nhá, mà lại còn chưa chắc đã được món ưng ý cơ. Em thẳng thắn thật đấy. Dạ vâng, em cũng hơi thẳng thắn thật. Tại vì em không thích thảo mai hay là nịnh bợ ai cả. Nên là có gì mà lỡ lời thì anh bỏ qua cho em nhá. Không, anh rất thích những người con gái như em đấy. Vừa xinh đẹp này, nói chuyện lại còn có duyên nữa. Thế ạ, tính ra hai đứa mình mới gặp nhau nhưng mà cũng hợp gu phết nhỉ. Đấy, thấy chưa? Rồi ơi, tao bị lừa rồi. Tính ra tao thấy shipper cũng là một nghề tử tế mà. Mày cứ thành kiến quá nhỉ con. Tử tế cái gì mà tử tế? Hôm đi xem mặt nhá, anh ta ăn mặc rõ là bảnh bao, rõ là lồng lộn. Hóa ra làm shipper. Mà tao không tin lời mày. Kêu là anh ta có sự nghiệp ổn định. Shipper mà ổn định cái gì hả? Thì nghề nào cũng là một nghề đáng trân trọng mà, đúng không? Quan trọng là anh ta đối xử với mày như thế nào kìa. Mày cứ quan trọng hóa vấn đề quá làm gì, anh ta tốt thế là được rồi. Vâng, thế nếu mày tiếc cái của nọ đấy thì rước về, tao chẳng thèm. Ê, này, giỏi à? Mình thấy anh ta cũng đẹp trai, cũng tử tế, chăm chỉ, đàng hoàng mà. Cứ kén cá trộn canh đi xong rồi bà ấy nhá. Phải tao là tao hốt ngay á. Hóa ra em ở đây. Anh liên lạc với em mãi mà không được. Anh liên lạc với tôi làm gì? Tôi chặn số của anh rồi. Đừng có mà làm phiền tôi nữa. Sao lại thế? Rõ ràng hôm xem mắt em... Hôm đấy ấy, coi như là tôi có mắt như mù. Tôi không nhận ra là anh lừa dối tôi. Thế thôi.
Cái gì mà sự nghiệp ổn định, tưởng làm giám đốc cao sang lắm, hóa ra chỉ là shipper quèn. Bao nhiêu người nhìn kìa. Có sao đâu, người nhục là anh ta chứ không phải tôi đâu mà tôi sợ. Nhưng mà cái vấn đề là mình hơi quá lời ý. Tôi nói thế còn chưa đủ đâu. Cái loại như anh ấy mà đòi dùng với tôi á, vữa mức một tròi mâm son. Sao không nhìn lại bản thân mình đi hả? Shipper vừa nghèo hèn vừa vô dụng, phí thời gian xem mắt của tôi. Nghề này cũng là nghề lao động chân chính mà. Bà lại, anh cũng lao động bằng chính sức lao động của mình. Cơ sao em lại... Cái Ngọc hôm nay nó bị làm sao, nó bị khó tính trong người. Chứ bình thường dễ thương lắm kiểu. Khó tính cái gì mà khó tính, tôi nói thật đấy. Bà thích anh ta thì đi mà tiếp. Chứ còn cái loại này á, không có cửa với tôi. Buổi đầu tiên gặp mặt, anh cứ nghĩ em là một cô gái dễ thương, thẳng thắn. Nhưng thật không ngờ, em lại coi thường người khác như vậy đó. Thì đúng mà. Tôi thẳng thắn thế còn gì nữa. Tôi khinh anh, thì tôi bảo là tôi khinh anh, thế thôi. Em sẽ phải hối hận vì những việc hôm nay mình làm. Hối hận á? Hối hận bởi vì khinh thường cái thằng shipper quèn như anh á? Mơ ạ. Phải. Thế thì để tôi hối hận cho nó chót nhá. Cho anh dai rửa mặt một tí cho nó tỉnh táo ra. Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi. Này Ngọc, mày quá đáng lắm rồi đấy. Hắn ta đáng bị như vậy bởi vì hắn ta đã lừa tao. Thôi đi về đi, tao không muốn nhìn thấy hắn thêm một tí nào nữa. Mày tính đi đâu? Mày gây ra chuyện này thì mày phải tìm cách để mà khắc phục đi chứ. Bây giờ mày đòi về là sao? Này Ngọc, mày gây ra chuyện này mà mày lại dửng dưng như thế được à? Mày không còn là Ngọc ngày xưa tao quen nữa rồi. Cái gì đấy? Mày xót cái thằng shipper này á? Mày vì hắn mà mày mắng tao á? Thế thì để tao nói luôn cho mày biết nhá. Tao chơi với mày cũng chỉ là bởi vì mày cùng đẳng cấp với tao thôi. Mày có thể mua sắm được cho tao. Nhưng mà bây giờ mày hạ thấp bản thân vì cái thằng shipper này thì xin lỗi, mày không còn xứng đáng là bạn của tao nữa rồi. Ngọc, hóa ra mày chơi với tao chỉ vì thế thôi. Ừ, đúng vậy. Tao rất thực tế. Chơi với ai thì phải có lợi ích thì mới chơi được. Chơi mà phải sang lên chứ, đúng không? Bây giờ ấy, mày cũng hạ đẳng giống như bọn này. Thế thì bye bye cái tình bạn của chúng mình nhá. Còn anh ấy, liệu liệu mà tránh xa tôi ra. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Anh lau mặt đi. Rồi anh có bị làm sao không? Tôi không sao. Nhưng mà vì tôi mà cô với cô ấy. Tôi xin lỗi nhá. Anh đâu cần xin lỗi tôi đâu. Tôi còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Nếu mà không nhờ có anh thì làm sao tôi nhìn rõ được bộ thật của Ngọc đâu. Cô không khinh thường tôi sao? Tại sao tôi phải khinh thường anh? Bố tôi ngày xưa thì cũng phải làm những nghề lao động chân tay mà có ngày hôm nay cơ mà. Mà nghề nào chả là nghề, chỉ cần tử tế thế là được rồi. Tôi cứ tưởng như tầm như, mã tầm mã. Sao cô ta lại có người bạn tốt như cô nhỉ? Không biết phỏng vấn thế nào nhỉ? Nhỡ mà rớt thì nhục chết mất. Nhưng mà không sao, người yêu mình là trưởng phòng ở đây cơ mà. Chắc là cũng không ai dám coi thường mình đâu. Bạn thân cũ này, mới có 2 năm không gặp, trông cũng ra gì đấy nhở. Nhưng mà vẫn chỉ là một cái đứa pha trà rót nước thôi à? Dù tôi có pha trà rót nước đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nó cũng là nghề nghiệp đàng hoàng mà. Khiếp. Nai lưng ra kiếm tiền mà cứ tưởng mình là tiên là Phật đấy à? Tao ấy sống sung sướng chẳng phải làm gì cả mà mày đòi so sánh với tao á? Không dám. Làm sao tôi so được với cô? Dù sao đi chăng nữa tôi cũng đang lành lặn, tự kiếm tiền nuôi bản thân mình được. Không giống như ai đấy, chẳng quay cuộc gì lại nhờ vào trai nuôi. Kinh nhờ. Bây giờ mồm mép cũng đánh thép ra phết đấy. Chắc
chắc là tiếp xúc với cái bọn nghèo hèn nhiều quá, cho nên là ăn nói ngông cuồng đúng không? Chơi với người giàu sang không thích, cứ thích tự làm khổ mình cơ. Chả biết ai đang khổ. Mày. Được, cứ giữ cái thái độ đấy đi. Đừng để tao nói với người yêu tao tống cứu mày ra khỏi công ty này. Đến lúc đấy, xem mày còn làm được cái trò trống gì nữa nhá. Người yêu của mày làm chức vụ gì trong công ty này? Sao tao không biết? Một cái đứa nhân viên nghèo hèn như mày thì làm sao mà biết được người yêu tao? Xin trịnh trọng tuyên bố với mày nhá, người yêu tao ấy là trưởng phòng kinh doanh của cái công ty này. Việc tao vào làm ở đây ấy dễ như trở bàn tay. Còn việc mày bị tống khứ ra khỏi đây ấy thì cũng không còn lâu nữa đâu. Thế á? Ôi sợ thế. Này, mẹ bà mà biết bà như này, mẹ bà buồn lắm á. Mày. Được lắm, mày cứ đợi đấy. Thù này nhất định tao sẽ trả. Anh. Vừa gặp con bạn từng thân trả ra gì, bây giờ lại gặp cái thằng shipper nghèo hèn ngày xưa. Sao? Được lên chức bảo vệ ở đây rồi à? Cô đến đây làm gì? Cái loại bảo vệ như anh ấy thì không có quyền hỏi tôi đến đây làm gì. Nếu cô không trả lời được ấy thì mời cô về cho. Được. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu cho anh biết nhá. Người yêu của tôi ấy là trưởng phòng kinh doanh của cái công ty này. Chỉ cần tôi nói một câu thôi là anh bấm nút biến ra khỏi đây đấy. Cô vừa nói người yêu cô là trưởng phòng kinh doanh. Cậu Bùi Anh Tuấn đấy à? Này, anh Tuấn ấy, anh ấy là trưởng phòng kinh doanh đấy. Cái loại bảo vệ như anh ấy, kể cả là có hơn tuổi anh ấy gấp 10 lần đi chăng nữa, cũng đừng có Tuấn này Tuấn nọ. Cẩn thận là mất việc như trời đấy. Thế thì cô gọi điện cho cậu Tuấn, bảo cậu ấy đuổi việc tôi đi. Được, anh thách tôi à? Alo, anh à? Cái tên giám đốc của anh ở chỗ nào đấy? Em tìm mãi không được. Tự dưng lại còn gặp cái thằng bảo vệ dở hơi nữa, khó chịu lắm. Anh đuổi việc của ta đi đi. Tên gì á? Hình như tên là Cường thì phải. Ui giời, bao nhiêu nhân viên như thế làm sao mà em nhớ hết được? Anh cứ check xem nhân viên ai tên là Cường thì anh đuổi. Thế nhá, em phải đi tìm cái tên giám đốc chết tiệt đây. Không cần phải tìm đâu. Cái tên giám đốc chết tiệt đấy đang đứng trước mặt cô này. Cái gì cơ? Anh ta mà là giám đốc á? Tôi thật không thể nào hiểu nổi. Cậu Tuấn chiều cô đến mức nào mà lại để cô đến đây làm càn như vậy đấy. Này, hai người nghĩ là hai người diễn cái vở kịch này là tôi sẽ tin đó. Thế còn mày, mày là cái gì? Thư ký giám đốc à? Hay là vợ của cái tên giám đốc ảo tưởng này? Thì... Em làm gì máy liên lạc mãi không được thế? Điện thoại em hết pin rồi. Anh ăn mặc như thế này định đi xếp hàng á? Thật ra anh không phải là shipper đâu. Hôm đi xem mắt, Ngọc có nói là Ngọc thích mua hàng online, nên anh đã giả làm shipper để gần gũi hơn với cô ấy. Nhưng mà thật không ngờ... Anh cũng rất là lắm trò luôn đó. Thế anh làm nghề gì? Anh làm giám đốc của tập đoàn Ham Group. Anh cứ nghĩ đấy là theo đuổi chân thành, chỉ vì muốn gặp gỡ bạn gái nhiều hơn. Nhưng mà hóa ra chỉ là một phép thử. Anh là giám đốc của Ham Group? Ôi trời ơi, anh có biết công ty là công ty mơ ước của bao nhiêu người không? Em cũng muốn vào làm ở công ty anh à? Thế thì làm thư ký cho anh đi. Nếu có gì khó ấy, anh sẽ giúp được em. Thật á? Ôi, thế thì tốt cho em cả rồi. Em là một cô gái tốt, không coi thường nghề shipper. Dù công việc shipper chỉ là một phép thử thôi, nhưng những điều đơn giản đó em đã khiến anh rung động đấy. Này, đồng ý là bạn gái anh nhé. Gì với túi đồ của em nhở?
Chẳng phải em không ở với Ngọc nữa để đi theo anh à? Để anh đưa em về. Ai thèm đi theo anh? Sao lại như thế được? Sao mày lại may mắn như thế được? Thế còn anh, tại sao anh lại lừa tôi? Là do cô quá coi trọng danh dự, coi trọng đồng tiền, chứ tôi có lừa cô đâu. Nếu mà người bị lừa là Thu mới phải. Em thấy em chọn đúng mà. Điện thoại kìa, nghe đi. Alo, em đây. Trời ạ, em bị điên à? Tự dưng lại gây sự với giám đốc, để anh bị mắng một trận te tua đây này. Tôi chia tay đi. Ơ kìa anh, từ từ nghe em giải thích đã. Anh, mày nói gì với anh Tuấn để anh ấy chia tay tao hả? Thì tôi chỉ nói qua về con người thật của cô, thế thôi. Được, chúng mày được lắm. Để tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao nhiêu lâu nhá. Cảm ơn bạn vì lời chúc phúc nhá. Trời, thế không phỏng vấn nữa à? Em cũng thích trêu lắm cơ. Em làm như thế là có nhẽ. Ngày xưa cô ta đuổi em ra khỏi nhà, anh không nhớ à? Ừ. Cái đồ hai mặt. Thế vợ của anh mấy mặt à? Đúng có mặt đáng yêu này thôi. Này, thả dạ đấy thì vợ chồng mình ăn mừng đi. Trời ơi, có ai đâu mà em phải lo. Đang hướng đi bắt rừng. Thôi, bắt thằng mày đi. Cô chú ơi, chờ tôi với. Cái bà già này, bà chui đâu ra đấy à? Không thấy người ta đang bận à? Mắt có mù hay không mà không thấy người ta đang có chuyện cần giải quyết à? Đi thang bộ đi. Nhưng mà thang máy này là thang máy chung mà. Với cả tôi đang xách nhiều đồ nặng quá. Ông cụ già này, nhẹ nhàng không mưa thì cứ nặng cái gì. Cái thang máy bé tí thế này, bà thì ôm một đống đồ này thì vào đứng ở đâu à? Với cả không biết nhìn lại bản thân mình à? Vừa hôi lại còn vừa bẩn nữa. Tôi không thể đứng cùng bà trong một không gian hẹp thế này được. Như thế thì ngạt thở mất à? Trời ơi, cút. Thế nhưng mà tôi đi lên tận tầng 10 thì làm sao mà tôi đi thang bộ được? Cái loại người hèn mọn lao động chân tay như bà mà 10 tầng hay 20 tầng ấy nó cũng như nhau cả thôi. Đừng có mà lười. Cái thang máy này ấy chỉ dùng cho cư dân hoặc là khách đến chơi thôi. Cái loại bà ăn mặc thì bẩn thỉu, đống đồ này chắc là đống nát chứ gì. Định vào đây là nhặt mấy cái lọ ve chai để bán đống nát đúng không? Hả? Này, bà ấy nên biết điều đấy. Không là tôi báo bảo vệ. Bà vào đây nhặt đồ khi chưa được phép ấy là bà ốm đòn đấy. Mất thời gian quá đi bà. Cút. Này, cút. Anh thôi. Dù sao thì bác ấy cũng có tuổi rồi, anh làm như thế không nên đâu. Bác vào trong đi ạ. Hôm nay em làm sao đấy? Việc gì phải đối xử tốt với loại người hèn mọn như này à? Việc mình ấy, mình cứ làm thôi. Kệ bà ta đi, anh hèn lắm rồi đấy. Thôi, bác ấy mang nhiều đồ nặng như thế, xong lại còn lên tận tầng 10 nữa, mình thì có mang cái gì đâu. Thôi, giúp bác nhá. Bác để cháu giúp bác ạ. Cảm ơn cô tốt quá. Bác gì ơi, bác tìm gì thế ạ? Tôi đang tìm chỗ để cất đống đồ này. Cháu có một chút muốn hỏi bác. Chắc là bác làm công việc này vừa vất vả mà thu nhập lại không kiếm được là bao đúng không ạ? Ở bên công ty của cháu ấy thì đang thiếu vị trí lao công. Hay là bác qua làm cho cháu nhá? Tôi không phải. Bác không cần phải ngại đâu. Thực ra cháu thấy bác hiền lành tốt bụng nên là muốn giúp đỡ bác. Nếu mà bác muốn làm ấy thì ngày mai bác qua địa chỉ này nhé. Cô là Trinh, giám đốc của Howling Group à? Vâng, đúng rồi ạ. Được, thế thì mai tôi sẽ đến làm. Thế thì tốt quá. Vậy ngày mai bác đến địa chỉ này nhé. Còn bây giờ cháu có việc bận rồi, cháu xin phép ạ. Chào cô, cảm ơn cô. Chào cô Trinh, mời cô ăn cơm.
Giờ này mà bà vẫn còn ngồi ăn cơm được à? Hả? Bà thấy mình có xứng được ăn cơm không? Hay là ăn cơm nhiều quá lú mề, không làm được việc gì, vô tích sự à? Cô Trinh, sao hôm nay cô lại làm như thế? Bình thường cô có như thế đâu. Bà lại còn nói nữa à? Việc tôi giao cho bà đã hoàn thành chưa mà ngồi đây ăn cơm hả? Có mỗi USB thôi mà tìm mãi không ra là như thế nào? Bà nên nhớ ấy, bà có ngày hôm nay là do ai nhá? Nếu không phải vì tôi giúp bà thì bây giờ bà vẫn đi nhặt nhạnh ve chai ở ngoài đường sống qua ngày qua tháng kia kìa. Hóa ra cô đối tốt với tôi như thế là để tôi về đây tôi làm việc xấu cho cô à? Chứ còn gì nữa, tôi tử tế đến độ đi giúp một cái loại hèn kém như bà chắc không phải vì tôi thấy bà nhanh nhẹn được việc ấy thì tôi chẳng thèm thuê cái loại bà đâu. Mà tôi giao cho bà mỗi cái việc còn con thôi, bao nhiêu ngày tháng rồi mà không tìm ra cái USB là như thế nào, trong khi anh ta sắp về nhà rồi mà bà vẫn còn ngồi đây để ăn. Mau đi tìm cho tôi, tìm bằng được cho ra thì tôi không lại học việc đấy. Thế nhưng mà tôi thấy cái việc làm đấy là không nên. Có khác gì là mình đi ăn cắp đâu cô. Nhỡ mày tôi tát để cho bà tỉnh táo thôi biết chưa. Nếu không phải việc gì sai trái thì tôi đã tự làm rồi, chứ thuê bà về để làm cái gì. Bà nên nhớ, việc gì cũng có cái giá của nó. Tôi đã hứa là cho bà 10 triệu, chỉ cần bà hoàn thành công việc này thôi. Mà tôi nghĩ số tiền này có khi bà dành dụm cả đời cũng không có được đâu. Hay là bà chê ít, thế 20 triệu nhá, hay 30 triệu, thôi, bao nhiêu cũng được. Tóm lại là bây giờ bà đi tìm cho tôi cái USB, xong việc bà cầm tiền rồi cút, miễn là không để cho ai nhìn thấy là được. Cô ơi, cô, tôi không thể làm được cái việc đấy đâu. Tôi không làm nữa được không? Tôi cũng không cần tiền của cô nữa đâu. Tôi... Này, con cụ già này, nói nhẹ không nghe thích ưa nặng đúng không? Tôi nói cho bà biết, bà nó không làm được việc ấy, từ mai đừng có đến đây nữa. Bà đừng hòng mong nhận được đồng nào của tôi. Tôi nhắc cho bà nhớ này, bà mà dám hé răng nửa lời chuyện này ra ấy, thì... Thì... Bà này, mà con bà, cháu bà, tất cả những người thân của bà không còn chân mà đi lại lành lặn được nữa đâu. Bà hiểu chưa? Thôi anh ơi, bỏ qua cho bà ta đi. Ở đây có camera nhiều lắm đấy, nhỡ ai mà nhìn thấy là không hay đâu. Bà nhớ kỹ những lời tôi nói đấy, phí thời gian. Chưa? Anh mới chỉ đi có một tuần thôi mà. Anh xin lỗi nhá. Đáng nhẽ ra ấy, anh phải đưa em đi gặp mẹ mới đúng. Để dịp sau anh bù nhá. Em không vội đâu. Trước sau gì, chỉ là con dâu nhà anh, em còn đầy thời gian để tâm sự và hàn huyên với mẹ mà. Người yêu của anh á, dẻo mỏ thật đấy. Thế này thì anh phải thưởng mới được. Tôi vào mà để xin nhạ. Phòng chủ tịch mà không gõ cửa hả? Cô có biết cách làm việc à? Thôi, không có gì đâu mà, sao phải cáu như thế? Anh có tin vui muốn dành cho em đấy. Dạ. Toàn bộ dự án Royal ấy, anh sẽ giao cho em phụ trách. Tất cả ấy sẽ nằm trong quyết định của em. Đây, trong cái thẻ nhớ này ấy, có toàn bộ dữ liệu của dự án. Em cứ cầm về mà nghiên cứu đi nhá. Em... Cô làm cái gì đấy? Tại sao lại giật đồ của chủ tịch đưa? Cô hơi quá đáng rồi đấy. Cô không muốn được làm việc ở đây nữa à? Cậu Hoàng này, cậu đừng đưa bất cứ một cái vật gì cho cô Trinh cả. Mà người đáng bị đuổi việc ấy là cô ta đấy. Bà ăn nói liên thuyên cái gì đấy? Này, bà chỉ là lao công của công ty này thôi. Bà nghĩ mình là ai mà lại dám xem được chuyện của chủ tịch hả? Đưa thẻ nhớ đây, không phải tôi gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài đấy. Chắc cô vẫn nhớ tôi chứ? Bà... À, anh Hoàng, thực ra đây là cô lao công, chưa có làm việc với em. Nhưng mà em vừa cho cô thôi việc rồi, chắc là cô thấy bức xúc quá nên là kiếm chuyện với em. Lao công? Vâng. Cho nghỉ việc? Thế này là sao hả Chính? À, trước đây cô làm đồng nát ở khu nhà em. Em thấy cô ấy vất vả quá nên là xin cho cô vào công ty làm lao công. Nhưng sau một thời gian cô làm việc với em ấy thì em phát hiện ra cô ấy có tính ăn cắp vặt. Em cũng đã phát hiện nhiều lần rồi
nên là em quyết định cho cô ấy nghỉ việc. Chắc là cô bức xúc với em quá nên là định hại em. Cô Vân này, cô nên nhớ cô có công việc như ngày hôm nay là do ai giúp. Cô đừng có qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát như thế. Nếu cô cần tiền thì cháu sẽ cho. Nhưng nếu cô quá đáng với cháu thì cháu sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Này, nếu cô ăn ở ngay thẳng chính trực thì việc gì phải sợ người khác hại mình. Chẳng phải cái thẻ nhớ này này, cô muốn tôi lấy trộm nó. Tôi không làm, vì thế mà cô mắng chửi, đánh đập, hành hạ tôi. Cô quên rồi à? Chuyện này là sao hả Trinh? Anh Hoàng, anh nghe em giải thích đã. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Em không chỉ là nhân viên mà em lại còn là người yêu của anh nữa. Chẳng nhẽ anh lại đi tin lời của bà Lao Công mà không chịu tin người yêu của mình sao? Anh phải tin em chứ. Bà Lao Công ấy thì nó không tin, nhưng nếu là mẹ nó thì liệu nó có tin không nhỉ? Bà nói cái gì cơ? Bà bị sảng à? Mẹ của anh Hoàng á? Mẹ của chủ tịch mà lại ăn mặc rách rưới như bà chắc? Này, bà nghĩ bà có thể lừa được tôi à? Bớt ảo tưởng lại. Đây đúng là mẹ của tôi, cựu chủ tịch của Howling Group, bà Hồng Vân. Không, không thể như thế được. Sao chủ tịch gì mà lại đi làm đồng nát, lại ăn mặc rách rưới như thế? Tất cả những điều đấy là do tôi bày ra, để tôi xem cô con dâu tương lai sẽ làm những gì. Thằng con trai tôi, nó bị cái vẻ bề ngoài và cái tài diễn xuất của cô lừa rồi. Cô có điện thoại. Alo. Chuyện quan trọng thế sao bây giờ mới báo với tôi? Được rồi, đặt vé cho tôi bay đi luôn đi. Chắc là hôm nay phải hủy hẹn rồi mẹ ạ. Chi nhánh ở Bình Sinh có việc gấp, con phải bay qua đây luôn. Để tôi bảo với Chi. Được rồi, con gọi điện bảo với Sinh đi. Rồi cứ đi công việc đi. Mẹ đi dạo một lát rồi mẹ về. Dạ vâng, thế con đi ạ. Không biết cô Trinh kia là người như thế nào. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài và gặp mặt một hai lần thì không thể biết được con người thật. Muốn biết được sự thật để xem cô gái này đối xử với mọi người xung quanh thế nào, với người nghèo ra sao. Thì ngày mai bác qua địa chỉ này nhé. Cô là Trinh, giám đốc của Howling Group à? Vâng, đúng rồi ạ. Được, thế thì mai tôi sẽ đến làm. Thế thì tốt quá. Vậy ngày mai bác đến địa chỉ này nhé. Còn bây giờ cháu có việc bận rồi, cháu xin phép ạ. Chào cô, cảm ơn cô. Hóa ra cô bé này là Trinh, người yêu của thằng Hoàng. Trông thì có vẻ lương thiện đấy, nhưng tại sao lại đi cùng với một gã đàn ông khác, mà lại còn hôn hít với nhau nữa? Có lẽ nào nó lại cắm sừng thằng Hoàng nhà mình không? Phải điều tra mới được. Hút hết thuốc xong mới được vào đấy nhá. Không anh ta mà phát hiện trong nhà có mùi thuốc ấy là toang luôn đấy. Mà cũng lạ thật đấy. Anh tưởng hôm nay em đi ra mắt mẹ chồng, sao lại gọi anh sang nhà đấy? Thì vốn dĩ là như thế, nhưng mà tự dưng anh ta lại đi công tác đột xuất, thế nên là buổi gặp mặt phải hoãn lại. Mà anh nói nhưng kiểu là không muốn gặp em nhỉ? Kìa, sao lại thế? Em cứ nhạy cảm quá. Anh ấy, anh lúc nào ấy cũng chỉ muốn dính chặt với em thôi. Mà em phải nhanh lên đấy nhá. Dự án kia mình bắt buộc phải có được. Sau khi anh trúng thầu ấy, chúng ta sẽ có một khoản lớn. Lúc đấy anh và em sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, để em đỡ phải diễn ngoan hiền cạnh anh ta nữa. Anh có chịu không? Thì em cũng chán ngấy ở đây. Đã thế anh ta còn bảo muốn cưới em chứ. Kể ra ấy, làm con dâu nhà hào môn cũng tốt. Thế nhưng mà cũng nghĩ đến cái cảnh á, phải phục vụ hầu hạ cái bà mẹ chồng khó tính đấy, là em lại thấy không chịu nổi rồi. Đã thế lại còn phải diễn nữa, phải chết đi được ấy. Thế cho nên là ấy, mình chịu khó làm một mẹ lớn, sau đấy nhá, cho anh ta phá sản, rồi mình chơi luôn. Mà sao lúc nãy em tử tế với ba đồng nát thế, chẳng giống em chút nào. Em định cho bà ta vào công ty làm lao công đấy, để làm tay trong,
phần cắp tài liệu cho mình. Anh thấy thế có được không? Em thấy nhá, cái bà già đấy cũng được việc, nhanh nhẹn này. Mà cái dân thiếu tiền ý, thì hay làm liều. Sai gì thì bà ta chẳng nghe. Nên là anh cứ yên tâm. Anh ấy, lúc nào chẳng yên tâm về em. Người yêu của anh vừa xinh này, vừa ngon, đã thế. Ngày lại càng thông minh nữa. Còn bây giờ, chiều anh. Hai đứa này được lắm. Dám hại con trai ta à? Hóa ra bà đã biết tất cả rồi à? Chính bà là người dựng lên chuyện này à? Bà... Đúng, tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi. Nhưng mà tôi cứ giả vờ làm lao công, xem là cô làm những gì. Tôi chưa từng thấy một đứa con gái nào mà mưu mô lăng nhăng như cô. Hoàng, con đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta chưa? Anh phải tin em, anh phải nghe em giải thích đã. Em... À đúng rồi, là do mẹ anh không thích em nên là mới bày ra chuyện này để chia rẽ tình cảm của em và anh thôi. Anh phải tin em chứ anh. Cái tát này ấy là tôi trả thay cho mẹ tôi. Công ty này là mẹ tôi dành cả đời để gây dựng nên. Còn tôi ấy cũng là mẹ tôi dành cả đời để nuôi nấng. Cô nghĩ tôi sẽ tin cái loại người như cô á? Tôi thật không ngờ cô lại là loại người trơ trẽn và bỉ ổi như vậy đấy. Tôi để cô thiếu thốn cái gì mà cô lại bán đứng tôi như vậy hả Trinh? Anh dám đánh tôi á? Được, để tôi nói cho anh biết anh thiếu cái gì nhá. Anh ấy là thằng yếu sinh lý. Tôi ở bên cạnh anh chưa có một giây một phút nào tôi được thỏa mãn cả. Đã thế tôi lại còn phải diễn ngoan hiền trước mặt anh. Tôi chán ngấy rồi. Chỉ có khi ở bên anh Cường tôi mới là chính mình thôi. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng ngửa bài luôn nhá. Tôi và anh Cường sẽ đánh bại công ty anh. E là không còn cơ hội đấy rồi. Vì cái tên Cường người yêu cô ấy đã bị bắt. Bà bị điên à? Bà có quyền gì mà bắt anh Cường? Bà có bằng chứng gì hả? Chứng cứ á? Từ khi biết chuyện, tôi đã âm thầm cho người điều tra tên Cường. Và biết được rằng hắn là một tên chuyên lừa đảo các công ty. Cho nên đã liên hệ với công ty của hắn để lật bộ mặt của hắn và bắt hắn. Trước khi hắn bị bắt, cô có biết là hắn đang chuẩn bị ôm tiền để bỏ trốn, bỏ lại cô một mình để chịu trận không? Thật ra thì hắn cũng chẳng yêu thương gì cô đâu. Không, không thể nào như thế được. Anh Cường yêu tôi nhất mà. Làm sao có thể làm như thế với tôi được? Không, không thể nào. Đồ khốn. Tôi làm tất cả vì anh. Tại sao lại đối xử như thế với tôi? Tại sao lại đối xử như thế với tôi? Con không cần phải đuổi theo. Cô ta không thoát được đâu. Mà mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Yêu đương ai ấy, phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Bị cái vẻ bề ngoài của người ta đánh lừa con ạ. Con xin lỗi ạ. Là do con thiếu kinh nghiệm. Lần này nếu như mà không có mẹ ra tay thì công ty mình đã phải chịu tổn thất rất lớn. Con cảm ơn mẹ. Thôi không sao. Đây cũng là một bài học để cho con trưởng thành hơn. Mẹ tin là con sẽ làm được. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Cô ta sẽ bị trừng trị sớm thôi. Em mời anh một ly ạ. Ừ. Dạ. Anh Cường vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa phong độ, lại còn vừa thành công nữa. Thật ra hôm nay em rất là may mắn và vinh dự khi được mời anh đến đây để uống với vợ chồng em một ly. Ừ. Cậu Phúc ấy là khéo lắm đấy này. Mắt lại tinh, chọn được cô vợ nó cứ phải gọi là được của nó. Anh quá khen. Em mời em. Ừ.
Anh say rồi đấy ạ. Để em gọi xe đưa anh về nhá. Cậu Phúc này, cậu Phúc xem thế nào, vợ cậu thái độ kiểu gì đấy, chẳng nhiệt tình gì cả. Thế này làm sao tôi an tâm tôi ra hợp đồng 1000 tỷ cho cậu được đây hả? À, dạ vâng ạ. Cô có tập trung tiếp xếp tôi cho đàng hoàng không hả? Cô có biết xếp tôi là người chức cao vọng trọng không hả? Cô phải thấy may mắn khi được tiếp anh ấy chứ, cô hiểu chưa? Anh cứ bình tĩnh nhá. Anh ạ, vợ em đây. Anh cứ dùng thoải mái. Dạ. Khi nào mà anh dùng xong ấy, thì anh cân nhắc đến em một tí anh nhá. Ok luôn. Dạ. Này, đồ khốn nạn. Anh nói cái gì đấy à? Khốn nạn. Này, tôi hỏi cô nhá. Thế cái đồ khốn nạn này đưa tiền cho cô có tiêu không? Thế tôi hỏi cô, quần áo trên người cô đang mặc, túi sách cô đang đeo từ trên trời rơi xuống à? Hả? Tiếp xếp tôi cho nó đàng hoàng tử tế vào. Anh có đáng mặt làm chồng không? Anh định bán vợ anh thật đấy à? Chuyện em, anh ấy vừa đẹp trai, phong độ, lại nhiều tiền, có để em thiệt cái gì đâu. Anh nhá, là anh còn ăn đứt cái thằng chồng em ấy. À, sếp cứ bình tĩnh để em ạ. Cô có nghe là tôi không lên thì bảo. Cô nên nhớ mẹ cô đang nằm viện chạy thận, phải nhờ thằng này báo nuôi đấy, cô có biết không? Đừng có tỏ vẻ tiểu thư nữa. Tập trung tiếp xếp tôi cho nó đàng hoàng vào. Dạ. Thưa sếp ạ, chắc là có em ở đây nên là vợ em hơi ngại. Thôi thì để em ra ngoài cho anh tự nhiên ạ. Dạ vâng. Anh cứ tự nhiên ạ. Ok. Chồng em vừa nói gì, chắc em cũng hiểu rồi nhỉ? Không nghĩ con vợ mình nó lại được việc thế. Kiểu này, cái hợp đồng chắc chắn vào tay mình rồi. Cái thằng cha này, lần trước đã bảo nó tạo điều kiện cơ hội cho mình rồi, mà hôm nay nó còn làm khó mình đủ điều. Hay là nó muốn cái gì nữa nhỉ? Mà mình đã dâng cả vợ cho nó rồi mà. Hay là vợ mình tiếp nó chưa chú đáo à? Vợ lại. Yes. Anh bị em sao đấy? Không thấy em đang quét nhà à? Tôi khó chịu, tôi thích làm như thế đấy thì sao? À, cô chỉ ở nhà dọn nhà thôi mà cũng không xong. Xong rồi bây giờ cô còn gắt với chồng mình nữa, hả? Anh vô lý vừa thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Anh cứ đi ra ngoài gây chuyện, xong bắt đầu về đây đổ lỗi lên em là sao? Không có lửa thì làm sao có khói. Tôi hỏi cô, hôm trước lão Cường sếp của tôi có đến đây, cô tiếp rượu lão ấy kiểu gì mà để hôm nay lão ấy không duyệt hợp đồng cho tôi, hả? Hôm nay cô có tiếp nhiệt tình, cô tiếp chu đáo không? Anh bị điên à? Anh bị biến thái đấy à? Hôm trước tôi chỉ uống rượu và tiếp chuyện với anh Cường thôi, anh có muốn tôi làm gì nữa hả? Không làm gì. Chết rồi. Không làm gì thật à? Ôi dồi ôi. Bảo sao cái hợp đồng này ông ấy không ký cho tôi, xong rồi hôm nay ông ấy còn hành tôi lên hành tôi xuống nữa. Bật dậy. Khốn nạn. Đúng là vô dụng. Ta đã bảo với mày là chiều ông ấy đàng hoàng cẩn thận chứ cơ mà, hả? Có mỗi cái việc như thế thôi mà mày cũng làm không xong, hả? Mày vô dụng nó mà vừa thôi. Anh Phúc, tôi là vợ anh chứ không phải làm gái. Anh bắt tôi tiếp sếp anh như thế, bây giờ anh lại còn mong vợ anh ngủ với sếp đánh thằng Tiến nữa à? Này, tao nói cho mày biết, hợp đồng này trị giá vài tỷ đấy. Gái cao cấp cũng không có cái giá trị đấy đâu. Mày phải nên nhớ giá trị của mày. Mày hiểu chưa? Mày đang là gái có chồng rồi. Tao dùng mấy năm rồi thì bây giờ mình có chồng rồi thì mình phải có trách nhiệm và cho chồng mình có một chỗ đứng an toàn và vững chắc chứ. Thôi, không nói nhiều nữa. Tao nói cho mày biết, nếu như mà mày không nghe lời tao thì mày cứ chờ đi. Mày chờ mẹ mày ở trong viện ấy sẽ chết dần chết mòn vì không được chạy thận. Anh... Mày cứ nhớ đấy.
Phúc ơi. Anh Phúc, có chuyện gì mà hẹn em đến đây thế? Xin lỗi cô nhá, nhưng mà cô bắt buộc phải làm thôi. Cứ coi như đây là nghĩa vụ của một người vợ đi. Mời vào. Anh à. Anh ơi, hôm nay là có quyết định về dự án Camille rồi đúng không anh? Có rồi. Dạ. Và người đó... không phải là cậu. Không phải là em. Cho anh đùa em chứ. Tại sao không phải là em được ạ? À? Hơn nữa, tôi có một số thông tin liên quan đến cậu đấy. Chắc là anh không giao dự án đó cho em à, muốn em theo những dự án khác nhiều tiền hơn đúng không anh? Vâng, em rất sẵn sàng và rất sẵn lòng thôi ạ. Thôi việc. Chuyện này là sao ạ? Sao lại thôi việc ạ? Cậu nhìn đi. Nhìn cho kỹ vào. Đây là tất cả những bằng chứng cậu biển thủ công quỹ, rút lõi công trình những dự án gần đây. Một người như cậu ấy, tôi không thể tin tưởng ra cho cậu một dự án nào nữa. Nể tình cậu là chồng của Trinh nên tôi sẽ không kiện cậu. Thế nhưng cậu phải cút khỏi công ty của tôi. Này, mày chơi vợ tao xong bây giờ mày định đá tao à? Mày nên nhớ, chính tao là người dâng vợ cho mày. Sao? Mày định dở cái bộ mặt liêm chính đi với ai? Tao sẽ nói cho cả cái công ty này biết bộ mặt thật của mày, để xem lúc đấy ai mới là người bị kiện. Để tao xem mày ngồi cái ghế này còn được bao lâu nữa. Cậu bị ổi hơn tôi nghĩ đấy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu tham lam, ăn chặn một chút thôi. Nhưng mà không, cậu còn dâng vợ mình cho sếp để là bàn đạp thăng tiến, còn định tố cáo tôi nữa. Da mặt cậu dày gớm. Chuyện gì cũng có cái giá của nó hết. Vị trí càng cao thì phải đánh đổi càng lớn. Vợ ta thì sao? Tao bảo nó làm gì, tao muốn nó làm gì chẳng được. Hả? Còn mày, mày ăn vợ tao xong. À, không những ăn vợ tao, mà mày còn nhận hối lộ xong mày còn định phủi tay đi cơ mà. Hả? Sao? Em hiểu rồi. Hay là anh thích vợ em, anh muốn chiếm làm của riêng đúng không? Ôi giời, anh không bảo với em ngay từ đầu. Anh em mình có phải dễ dàng với nhau hơn không? Anh cứ làm khó em. Nếu như mà anh thích ấy, thì em cho không anh luôn nhá. Em chỉ muốn anh cho em xin ít lộc thôi. Một ít lộc thôi. Khốn nạn. Mày. À, tao hiểu rồi. Chúng mày đến cái văn phòng này là cái chỗ hẹn hò của chúng mày đúng không ạ? Cậu ăn nói rất cẩn thận. Giữa tôi và Trinh không hề có quan hệ gì cả. Vở kịch này là tôi lập ra để cho cô ấy thấy rõ được bộ mặt người chồng mà cô ấy yêu thương. Nói cái gì? Kia hình như là Trinh, người yêu cũ của mình.
tên Phúc này. Chắc hẳn thời gian qua cô ấy không hạnh phúc rồi. Anh đã cảnh cáo em rồi. Anh ta không hề yêu thương em. Anh ta có bồ ở bên ngoài. Anh ta chỉ lợi dụng em thôi. Khi cần dự án, anh ta sẵn sàng dùng em làm bàn đạp để thăng tiến đấy. Chuyện của gia đình em tự có hướng giải quyết. Anh không cần phải bận tâm đâu. Anh biết, nhưng mà em là người con gái mà anh yêu thương nhất. Nếu ngày hôm nay không phải là anh mà là một người khác thì sẽ thế nào? Em có nghĩ đến điều đấy không? Trinh, buông tay đi. Bây giờ anh có thể lo cho em và gia đình của em được rồi. Cảm ơn anh, nhưng em không thể. Em còn nhiều gánh nặng lắm. Hơn nữa em cũng đã lấy chồng. Anh không cần phải làm vậy với em đâu. Trinh, em xứng đáng có được một người yêu thương em hơn mà. Câu này mới đúng. Sao em lại ở đây? Cậu Phúc nhắn tin bảo anh đến đây. Xem ra cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định dâng hiến em cho tôi một lần nữa để đổi lấy hợp đồng đâu. Sau ngày hôm đó, tôi đã về điều tra. Mẹ em không hề được cậu ta cho chạy thận, chỉ được ở trong một căn phòng chật chội, dùng thuốc kháng sinh loại rẻ tiền. Anh nói sao cơ? Em yên tâm đi, anh đã làm thủ tục ở viện rồi. Bác đã được điều trị tốt. May quá. Tiền của thì hắn em đi tiêu xài cho gái hết rồi. Còn mẹ em, hắn chỉ cho dùng kháng sinh loại rẻ tiền để cầm hơi thôi. Xem ra hắn biết được mẹ chính là điểm yếu của em. Tên khốn, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh đã vô tình ấy, thì đừng trách tôi vô nghĩa. Em, bây giờ em đừng manh động gì cả. Em đã biết được bộ mặt thật của hắn rồi. Em muốn trả thù thế nào, tôi sẽ giúp em. Tất cả những gì anh nói lúc nãy, tôi đã ghi âm lại hết rồi. Tôi sẽ nộp cái này cho công an, và nó sẽ là bằng chứng cho anh vì đồi bại của anh. Mày... Không chỉ như vậy đâu. Tất cả những chứng cứ về việc cậu nhận hối lộ, nhập hàng giả, nhập hàng kém chất lượng đều có đấy. Có vẻ như cậu tự đắc quá nên không thèm hủy giấy tờ đi. Em ơi, anh biết là một chuyện anh sai rồi. Anh ơi, em xin anh hãy tha cho em lần này. Em biết lỗi của mình rồi. Em xin hai người đừng báo công an, không thì em sẽ mất tất cả. Mọi người bảo em làm gì cũng được ạ. Anh nghĩ bây giờ anh có quyền lên tiếng ở đây à? Anh! Mày cứ đợi đấy! Em định đi đâu? Thì đuổi theo hắn chứ còn sao nữa? Không thể để cho anh ta chạy thoát được. Em nghĩ em đuổi được hắn à? Anh đã báo bảo vệ, phong tỏa cả nhà rồi. Hắn không thoát được đâu. Còn em có sao không? Em không sao. Cảm ơn anh đã giúp ạ. Em lại định bỏ anh mà đi sao? 5 năm ở nước ngoài, chưa một giây, một phút nào anh không nhớ tới em cả. Khi về đây, nhìn thấy những món ăn em nấu, anh đã tự trách mình. Tại sao lại có thể để mất em được? Nhưng em đã có một đời chồng rồi. Hơn nữa, chuyện của mẹ em không muốn là gánh nặng cho anh. Thực sự, lúc biết tin em lấy chồng, anh đau lòng lắm. Anh đang nghĩ
rằng em hạnh phúc, nhưng mà không, em không hề vui vẻ. Ngược lại, em còn rất đau khổ. Anh không thể để em chịu khổ được. Em, lần này hãy tin anh, hãy về với anh. Anh sẽ chăm sóc cho em, bù đắp cho em. Em, cho anh một cơ hội nữa, theo đuổi em lại từ đầu nhá. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em.